Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Sao Hoa. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý ở đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Lâu nay thì người ta vẫn cho rằng Trương Hàn bị chửi mắng nhiều thế là vì vạ lây từ tình cũ Trịnh Sảng. Thực tế lại chứng minh lý do Trương Hàn bị Cnet tẩy chay là vì những hành vi sai trái trong quá khứ, vì tính cách của anh mà thôi. Nhắc đến Trịnh Sảng, người đầu tiên mà bạn nghĩ đến không phải Trương Hằng mà chính là tình cũ Trương Hàn. Trước khi Trịnh Sảng bị cấm cửa khỏi showbiz, tên của hai người thường bị đặt cạnh nhau, bất chấp việc họ đã chia tay từ lâu, thậm chí là quen người mới. Mỗi lần Trịnh Sảng có chuyện hay nói những câu ẩn ý thì Trương Hàn luôn là người đầu tiên bị réo tên, thậm chí là ăn no gạch từ cư dân mạng vì họ cho rằng anh phụ bạc nữ thần thanh xuân. Bởi vậy mà nhiều cư dân mạng luôn cảm thấy Trương Hàn quá đáng thương. Rõ ràng anh và Trịnh Sảng đã chia tay từ rất lâu, đường sự nghiệp lẫn đường đời chẳng hề có giao điểm mới, vậy mà tại sao cứ luôn bị réo tên trong loạt rắc rối của người cũ? Quen của Lực Na Chat gạch rơi còn nhiều hơn mưa ngày bão, ăn mỗi tô mì bò cũng phải ngồi nghe fan của Trịnh Sảng mắng nhiếc. Tuy nhiên thì ngay sau khi Trịnh Sảng biến mất khỏi làng giải trí vì lùm xùm con cái với chồng cũ Trương Hằng thì Trương Hàn vẫn là chủ tịch bao thầu vựa gạch của cả showbiz. Và lúc này thì mọi người mới vỡ lẽ rằng hóa ra lâu nay Sảng Nhi cũng phải chịu tiếng oan vì tình cũ. Hiện tại thì Trương Hàn đang tham gia đến 3 show truyền hình. Bạn hỏi tại sao ư, vì phim mới của anh đều chịu cảnh flop, chẳng còn dự án mới đáng chú ý nào. Cực chẳng đã, Trương Hàn đành phải quay show để tăng độ nhận diện với công chúng. Và điều khá hài hước là chẳng chương trình nào Trương Hàn được khen cả, thậm chí anh chàng còn hứng chọn gạch đá từ khán giả của cả 3 show. Lý do mà khán giả đưa ra chính là lối hành xử kém duyên, tính cách ngang ngược có phần ích kỷ của Trương Hàn khiến người xem khó chịu. Đỉnh điểm là show Vườn Đào 50km, Tống Ngân Đan đề nghị các khách mời giới thiệu tác phẩm tiêu biểu của mình. Kết quả thì Trương Hàn không chịu kể tên bất cứ một bộ phim nào. Thái độ lạnh lùng có phần chống đối của Trương Hàn khiến khách mời khó xử, còn khán giả thì khó hiểu. Vì rõ ràng thì ngay cả người không hâm mộ Trương Hàn cũng có thể liệt kê ít nhất là 3 bộ phim nổi tiếng nhất của anh như là Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Sam Sam Đến Rồi, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ. Bản thân Trương Hàn mang tiếng là diễn viên nhưng cũng không thể kể tên những đứa con tinh thần của mình, làm người ta phải đặt câu hỏi là Trương Hàn khiêm tốn hay anh không để tâm đến những bộ phim mình tham gia. Đồng thời người ta cũng bắt đầu khui ra những rắc rối trong quá khứ của Trương Hàn trước khi làm người nổi tiếng, bao gồm việc anh từng gây ra một vụ va chạm trên đường và làm người khác nhập viện, kết quả vì có bố mẹ nhiều tiền mà Trương Hàn không bị phạt, anh đổi tên từ Trương Hán thành Trương Hàn để không ai biết vụ việc năm xưa. Và đây mới là lý do thực sự khiến cộng đồng mạng hoa ngữ tẩy chay Trương Hàn chứ không phải là vì Trịnh Sảng. Gần đây thì Dương Mịch bận rộn quay phim Định Luật Tình Yêu 80/20 cùng bạn diễn kém đến 9 tuổi là Hứa Khải. Dự án phim này nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng vì dàn diễn viên tham gia vô cùng nổi tiếng. Hình ảnh của cả hai trên phim trường không ngừng bị tiết lộ trong suốt 2 tháng nay. Mới đây thì nhiều blogger đăng bài cho biết phim mới của Dương Mịch và Hứa Khải hiện đã đóng máy. Cặp đôi màn ảnh còn dùng kịch bản để che mặt vui đùa cùng fan hâm mộ, tâm trạng vô cùng tốt. Có điều thì fan Dương Mịch cũng đã lên tiếng đính chính cho biết phân cảnh của Dương Mịch trong phim rất nhiều và rất quan trọng. Đạo diễn cũng cẩn thận tỉ mỉ nên Dương Mịch hiện vẫn còn trong đoàn làm phim. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, fan hâm mộ tiếp tục đăng tải hình ảnh chứng minh Dương Mịch vẫn đang làm việc. Cô từ khách sạn đến phim trường, lúc xuống xe nhìn thấy có người chụp ảnh, Lăng Tiểu Hoa lập tức chỉnh lại quần áo lên xe chuẩn bị hóa trang. Mấy tháng không gặp, Dương Mịch gầy đến nỗi fan hâm mộ xém chút không nhận ra. Việc đầu tiên Dương Mịch làm sau khi bước xuống xe là kéo quần lên vì vòng eo quá nhỏ. Không ít fan hâm mộ bày tỏ sự đau lòng. Tôi còn không nhận ra cô gái nhỏ này ốm 5kg so với trong tưởng tượng của tôi. Chị ơi, chị ốm quá rồi, đừng giảm cân nữa Mịch Mịch, chị ốm quá rồi. Gầy đến mức báo động như cây sậy di động vậy đó. Như thế này thì chẳng đẹp chút nào đâu, đã thế sức khỏe lại không được đảm bảo. Cảm ơn bạn theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!